Thưa quý vị, tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra chiều ngày hôm qua, liên quan đến những giải pháp ổn định nguồn cung xăng dầu trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, với vai trò là cơ quan đầu mối, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành đảm bảo nguồn cung, rà soát các hệ thống phân phối, đại lý kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc. Bộ Công Thương còn phối hợp với Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu bám sát với diễn biến giá xăng dầu thế giới, phù hợp với diễn biến cung cầu xăng dầu trong nước để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường xăng dầu. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, gần đây có hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu, các cửa hàng bán lẻ xin đóng cửa hoặc tạm ngừng kinh doanh, bán cầm chừng tập trung tại một số tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là do nguồn cung không ổn định, mặt khác do giá biến động lớn, phức tạp, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu rất khó khăn, thua lỗ liên tục nên đã phải cắt giảm các chi phí kinh doanh, trong đó có việc cắt giảm mạnh chiết khấu bán hàng, dẫn đến doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu không đủ chi phí duy trì kinh doanh, cắt giảm sản lượng hoặc gián đoạn việc bán hàng. Trong khi thì giá xăng dầu thì tăng và cái hạn mức tín dụng thì nó vẫn như vậy, chưa nói là thắt chặt thì rõ ràng là cái lượng mà xăng dầu nhập về thì nó sẽ bị hạn chế đi. Rồi là tỷ giá đồng đô la Mỹ với đồng Việt Nam thì cũng rất tăng. Và kể cả hiện nay là do quy định thì cái việc là khó tiếp cận cái nguồn ngoại tệ. Đấy, và các cái phương án kinh doanh vừa rồi thì họ lại liên tục lỗ và theo quy định hiện giờ thì các cái ngân hàng là cũng rất khó để cho vay. Đấy, và chính vì vậy là các cái doanh nghiệp là hiện nay về cái nguồn hàng nhập khẩu thì cũng có cái việc khó khăn. Chia sẻ về vấn đề hạn mức tín dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà cho biết, đối với hạn mức tín dụng xăng dầu, Ngân hàng Nhà nước đã trao đổi với Bộ Công Thương cung cấp 16 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu. Thì Ngân hàng nước đã rà soát với các tổ chức tín dụng và đã có cái thông tin quay trở lại. Thì qua cái thông tin báo cáo lên thì chúng tôi thấy rằng là cái hạn mức của 15 ngân hàng thương mại cấp cho 16 đầu mối xăng dầu là hiện tại thì cái tỷ lệ sử dụng là chưa hết và còn ở mức thậm chí còn tương đối thấp. Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà, vấn đề này không hẳn nằm ở phía ngân hàng hay doanh nghiệp mà do phương án tài chính chưa hiệu quả, điều kiện vay vốn của doanh nghiệp chưa đảm bảo. Vì vậy hạn mức tín dụng đối với các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu vẫn chưa sử dụng hết, số dư còn tương đối lớn.